Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng tất cả quý vị và các bạn quay trở lại kênh mình là mình chưa đi xuyên qua đây thì ngày hôm nay hãy chúng ta sang game một con game mới đó chính là Mickey's World. Rồi đây là phần một của trò chơi nha. Bây giờ mình cần làm này, thu cao su tất cả tại cái tia chớp ấy. Bạn phải nói tần nha, nhà chỉ xuất hiện khi ta vào game thôi. Thank you.
Ok, cuối cùng lên tới đỉnh. Rồi, con cuối cùng, ở đâu vậy? Rồi. Tiến thêm vào đây nè, chung tiến chung nha. Màn chơi đặc biệt chơi cái đồ cà ra một bàn no. Trở lại. Ai ông ta đánh hết quân mình rồi. Ơ kìa. Chờ ai nào. À trời ơi. Ôi.
thua lại thua. Lại thua rồi. Yes, trận này mình thắng rồi. Thưa quý vị, như vậy chúng ta đã chơi xong tựa game Mickey World rồi. Và những video sau thì mình sẽ làm rất nhiều con game khác đấy, quý vị cùng chờ đó nhé. Và nếu các bạn nào thích video mình ngày hôm nay thì hãy dừng like, chia sẻ video, đừng quên nhớ đăng ký để ủng hộ cho mình nha. Đây chính là động lực rất lớn giúp cho mình làm cái video tiếp theo đấy. Và bây giờ video xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong video sau. Thân ái chào tạm biệt.